Tập hợp thanh niên đến với tổ chức đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đoàn hội thanh niên. Tại thành phố Vũng Tàu, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền vận động thanh niên đến với tổ chức đoàn, Thành đoàn Vũng Tàu còn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để tập hợp thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn hội. Đứng chân tại phường 7 thành phố Vũng Tàu, công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và dịch vụ Hoàng Nguyên hiện có hơn 50 nhân viên lao động, trong đó có 12 nhân viên trong độ tuổi thanh niên. Nhận thấy nhiều thanh niên trong công ty có sở thích tham gia phong trào, Thành đoàn Vũng Tàu đã vận động thành lập chi đoàn thanh niên trong công ty vào tháng 8 năm 2023. Đây cũng là chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước thứ tư mà Thành đoàn Vũng Tàu thành lập từ đầu nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay. Các cái hoạt động của Hoàng Nguyên trong cái thời gian qua thì rất nhiều những cái hoạt động mà tương thích với các cái hoạt động đoàn đội mà thành đoàn của thành phố Vũng Tàu đang tổ chức, thì mong muốn kết nối để có thể có những các cái hoạt động và khai thác tất cả những các cái thế mạnh của giới trẻ để các bạn có thể tham gia trên các cái lĩnh vực về các cái hoạt động phong trào, góp ích trong các cái hoạt động cộng đồng để cho các em thanh thiếu niên có thể có nhiều những các cái sân chơi bổ ích. Thành phố Vũng Tàu hiện có hơn 30.000 công dân trong độ tuổi thanh niên. Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền vận động thanh niên đến với tổ chức đoàn, thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu còn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tập hợp phù hợp với thực tế tại địa phương. Trong đó, kết nối tạo điều kiện thanh niên phát triển ổn định kinh tế là giải pháp cốt lõi để thu hút thanh niên vào các tổ chức đoàn. Ngoài việc định kỳ tổ chức các cuộc thi về ý tưởng dự án khởi nghiệp cho thanh niên, 5 năm trở lại đây, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu đã kết nối tạo điều kiện cho hơn 1.600 lượt đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 82,2 tỷ đồng từ các kênh hỗ trợ, dây ngân hàng chính sách địa phương, vườn ươm khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Thật sự đây là một điều rất là vui mừng và tôi đánh giá đây là một cái dấu ấn rất là đặc biệt và rất là quan trọng đối với lại công ty chúng tôi trong cái việc mà có thể kết nối sâu và nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất là tốt từ Hội Liên hiệp Thanh niên. Đáp ứng nhu cầu sở thích và đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đại bộ phận thanh niên Vũng Tàu, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Vũng Tàu cũng tăng cường công tác mở rộng tập hợp thanh niên, chú trọng vào các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thể dục thể thao. Định kỳ các tổ chức đoàn hội đều thực hiện chương trình trồng cây xanh, nhặt rác bãi biển với hơn 100 lượt thanh niên tham gia. Tổ chức chương trình giao lưu bóng đá thanh niên công dân trên địa bàn thành phố. Thì mong là sau này những cái giải như này sẽ được tổ chức mỗi năm thường niên một lần để anh em được gặp gỡ giao lưu, rồi lại anh em giao lưu với nhau rèn luyện sức khỏe. Nhờ những giải pháp tập hợp, kết nối thanh niên phù hợp, từ đầu nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu đã thành lập được 4 chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước, 5 câu lạc bộ thanh niên theo sở thích với hơn 300 đoàn viên thanh niên. Tổng số đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn hội thanh niên hơn 20.000 người, chiếm hơn 2/3 tổng số công dân đang trong độ tuổi thanh niên tại địa phương. Thành phố Vũng Tàu cũng là địa phương dẫn đầu chỉ tiêu kết nạp phát triển đoàn viên hội viên mới của tỉnh đoàn giao. Chúng tôi là những người trẻ nên thực sự là chúng tôi muốn mong muốn góp phần trẻ sức trẻ của mình vào sự đóng góp gì đó cho xã hội. Vậy nên chúng tôi quyết định thành lập để chi đoàn đây gồm 10 người thì để tạo sự gắn kết của anh em đoàn viên trong công ty cũng như là cùng các tham gia các hoạt động của bên thành đoàn tổ chức để góp phần giúp sức xây dựng thành phố mình xanh sạch đẹp hơn. Mỗi năm thành đoàn phấn đấu là sẽ thành lập từ 2 chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước trở lên. Để đạt được cái kết quả trên thì trong những cái hoạt động của thành đoàn đều có sự tham gia nhiệt tình của các anh chị là giám đốc của các doanh nghiệp. Qua đó thì cái hoạt động công tác đoàn của thành phố mong muốn để thành lập cái tổ chức đoàn tại công ty của các cái doanh nghiệp này. Với mục tiêu xây dựng thanh niên vừa hồng vừa chuyên, có ước mơ, hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên tại địa phương.